cũng rất lâu rồi nhóm tụi mình cũng không có nấu những phần nuôi, cơm chay, bánh canh gửi cho các cô chú ở trong bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Mong muốn của nhóm là 1-2 tuần là sẽ nấu 1.000 đến 1.500 phần phát cho các cô chú. Nói chung thì nó cũng rất là nhiều yếu tố khách quan nên tụi mình hôm nay mới nấu lại nè các bạn. Nhóm tụi mình phát hôm Chủ nhật vừa rồi á, nhưng mà hôm nay Diễm mới có thời gian để làm cái clip nè các bạn. Thì cũng như bình thường vậy đó, tối thứ bảy thì tụi mình sẽ tập trung lại, người thì luộc nuôi, người thì xào thịt. Dự kiến là tụi mình sẽ phát 1.200 suất nuôi. Đây là mình đang xào thịt gà xay nè các bạn. Tất cả các công đoạn là tụi mình sẽ chuẩn bị trước 4 giờ sáng. Nghĩa là xào thịt xong là tụi mình sẽ nấu nước lèo luôn. Tụi mình sẽ nấu 6 nồi như thế này nè các bạn. Cứ nồi nào xong thì tụi mình sẽ quấn lại và khiêng lên xe tải luôn. Lúc này là 4 giờ rưỡi sáng nè, tụi mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Bây giờ sẽ cho lên xe tải để đem ra ngoài bệnh viện phát. Ra tới ngoài bệnh viện là 5 giờ sáng nè các bạn. Những bạn nào mà khỏe khỏe thì sẽ xuống những cái nồi nước lèo to như thế này. Các bạn nhìn khung cảnh lúc này nè. Lúc này là hơn 5 giờ một tí xíu, 5 giờ 5 hay 5 giờ 10 gì đó. Nhóm tụi mình sẽ đem bình ga và hai cái bếp ra ngoài đây để hâm lại cho nó nóng nè các bạn. Sau khi nước lèo nó nóng lên rồi á thì tụi mình sẽ sắp xếp dây chuyền để ra những phần nuôi cho các cô chú lại lấy. Cái điểm này á là tụi mình tập trung để phát. Nhưng mà tất cả các cô chú mà đi bán vé số hoặc là các bạn chạy xe ôm, các cô chú mà các anh chị mà chạy xe buýt á thì đi ngang ghé lấy vẫn được nha. Anh chị cô chú muốn lấy bao nhiêu phần cũng được, 5-6 phần đều cũng được nha. Nhưng mà lấy thì nhớ ăn chứ đừng có bỏ. Nhiều khi á có người đi sau không có lấy được á. Tụi mình phát 1.200 phần này trong vòng 1 tiếng rưỡi là hết nè các bạn.